anh đã đến với kênh Kho Đồ Nghề Nhật Bản của em, thì đây là clip số 263. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5-7 ngày, thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Em sẽ phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Nó dài tổng là 27 cm, với ngàm của nó là rộng lên tới tận 8 cm được nha các anh. Và con này là một con mỏ lết đứng của Mỹ ha, chất thép cực kỳ tốt nha các anh, made in USA. Các anh cầm lên các anh thấy cái sự đầm tay của nó liền ha, nó rất là khác luôn. Dạ rồi, những con này đã các anh coi là đây, miệng con rất là ok ha. Nó là dạng mỏ lết đứng này, rộng 8 cm, ngàm bên trong đây mở cho các anh coi nè. Đó ha, chất thép của mấy con này thì cực kỳ tốt rồi nha các anh. Dạ rồi, con này nó mã số 1, giá của nó là 550.000 giúp em nha các anh, mã 1 550.000. Và mã số 2 là một con kìm mỏ nhọn của nhà KTC. Con này nó dài lên tới tận 28 cm. Và các anh để ý cái tay cầm như thế này thì cái nó làm việc rất là tốt nè, các anh thấy không? Nó mở trong những các góc cũng rất là hay luôn ha. Đó, con KTC hàng của Nhật giúp em nha. Đây ngàm miệng của nó đây. Đó, ngàm miệng ha. Còn rất là ok nha các anh. Bên trong răng lợi của nó đó. Đó. Đây, răng lợi của nó đây các anh. Dạ rồi, con kìm mỏ nhọn dài này mã số 2, giá của nó là 430.000 nha các anh, mã số 2 430.000 ạ. Và mã số 3 là một con kìm mỏ quạ dài 24 cm. Con này là hàng của Mỹ nha các anh, ngoại hình đẹp nha. Đó, các anh thấy không, tay cầm là còn nguyên chất thép rất là tốt, hàng made in USA giúp em này, ngàm miệng các anh thấy không ạ. Đó, đây con này răng lợi là xuất sắc luôn nha các anh, răng lợi con này là xuất sắc luôn nha. Đó ha. Dạ rồi, đây nó theo nấc đàng hoàng ha, các anh làm nó cực kỳ là tiện lợi nha các anh. Dạ rồi, mã số 3, con này giá là 400.000 giúp em nha các anh, mã 3 kìm mỏ quạ Mỹ 400.000 ạ. Trên tay em đang cầm là một con kìm bóp chết, con này dài 23 cm, ngoại hình nước da đẹp, hàng của Top nha các anh. Đây các anh thấy không ạ? Đó. Đây, đây hiệu của nó, hiệu Top nha các anh. Con này hiệu Top của Nhật Bản giúp em này. Ngoại hình con này rất là đẹp, với cái thiết kế cũng rất là gọi là nhìn rất là đẹp mắt, độc đáo ha. Thì bên trong răng lợi, và đặc biệt đây các anh thấy là ngàm con này nó có thể mở theo nóc ha, kìm bóp chết có thể mở theo nóc được, nên là các anh có thể mình dễ dàng mình di chuyển nó bên trong răng lợi của nó đấy, các anh thấy không? Còn rất là đẹp, rất là đều luôn này. Đó ha. Đó. Các rãnh ngàm đồ là ngon lành cành đào nha các anh. Dạ rồi, con này mã số 4, con kìm bóp chết Top, giá là 550.000 giúp em nha các anh, mã 4 550.000. Và số 5, số 6 là một cặp kìm luôn nha các anh. Đó, thì cặp này nó đều dài của nó là nó đều dài size của nó đều là lên 22 cm nha các anh. Đó, 22 cm. Đây, nó đều là của nhà thằng Tsunodo nha các anh. Đây. Đây, các anh thấy không ạ? Đây, hãng của nó đi ha, made in Japan nha. Con này cũng vậy nè các anh. Này, hãng con này thì nó hơi dưới chút xíu. Đó. Thì thực chất là hai con này nó là một cặp. Đó, nhưng mà em vẫn để số 5, số 6, nhưng mà em ưu tiên là em sẽ bán cặp ha. Thì đây, các anh coi trước hết là coi cái con kìm này trước, về cái thiết kế tay cầm đồ rất là đẹp này các anh. Đó, lưỡi cắt này vẫn còn ngon nha. Lưỡi cắt con này vẫn còn ngon ha. Đó. Cắt đây nhìn vậy chứ cắt rất là ok nha các anh. Bên trong răng lợi đây. Đó. Đó, răng lợi ha. Thì đây là con thứ nhất. Con thứ hai là một con kìm cắt nha các anh. Con kìm cắt này các anh nhìn thấy ngoại hình rất là đẹp luôn. Và lưỡi cắt này các anh thấy không? Lưỡi cắt còn rất là ngon khít nha các anh ơi. Đó ha. Thì cặp này á, thì số 5, số 6 là các anh mua cả cặp thì em để giá là 650.000 nha các anh, 650.000 một cặp. Mua lẻ thì con này mỗi con là 350, nhưng mà em ưu tiên em bán cặp nha các anh. Cặp 56 này là 650.000 ha các anh. Đó, còn lẻ thì có 350 một cây giúp em ha. Và mã 7 là một con búa đồng dài 49 cm giúp em nha các anh. Búa này là búa 3/4 nè. Đó, các anh thấy không? Đó. Con này là búa của Belon luôn ha các anh. Đầu đóng rất là đẹp luôn nha các anh ơi. Đầu đóng con này rất là đẹp ha. Đó, rất là dài. Nói chung là con này anh nào mua sưu tầm hoặc các anh dùng để sử dụng rất là tốt luôn ha. Đó, xuất sắc ha. Mã số 7. Con này giá của nó là 580.000 giúp em nha các anh. Mã 7 580.000, thì con này mua tiền chuyển khoản ha. Dạ, mã số 8 là một con cờ lê hai đầu, thì nó sẽ gồm cờ lê miệng và cờ lê vòng. Cái phần cờ lê vòng này các anh thấy là nó là cái xoay này, xoay tự động này, các anh thấy không ạ? Đó.
Con này là hàng của KTC giúp em đầu số 19 nha. Này, rất là đẹp luôn. Nói chung là con này không có gì để chê nha các anh. Đó. Dạ rồi, con này mã số 8 giá 280.000 giúp em nha các anh. Số 8 280.000. Dạ, mã 9 là một con mỏ lết Banco Ego nha các anh. Con này size 20 cm, ngàm mở tối đa là 27 mm, tương đương 2,7 cm. Con này hàng chất thép đen của Thụy Điển nha các anh ơi, rất là xuất sắc. Anh nào mà đã từng xài cái dòng Ego là các anh biết nha. Đó, dòng được săn lùng nhất nè. Con này size 8 inch chốt liền cho em, rất là đẹp, ngoại hình rất là đẹp, ngàm miệng nè, các anh thấy không? Rất là ngon luôn ha. Đó, ngàm miệng con này rất là ngon. Hàng bên Banco thì em nói thật với các anh là không có điểm gì để chê về chất lượng của nó luôn ha. Nó xuất sắc. Dạ rồi, con này mã số 9 giá là 550.000 giúp em nha các anh. Mã 9 550.000 Banco Ego giúp em. Dạ, mã số 10 là ba cây tô vít của BB, hàng của Thụy Sĩ nha các anh, BB Swiss Made ha. Đó, thì cái dòng này nó đang làm mưa làm gió đây về cái độ chất lượng cũng như là cái sự bền bỉ của nó ha. Đó, các anh thấy không ạ? Thì do này trung bình mỗi cây dài 25 cm, thông số của nó là có ở trên đây hết nha các anh. Đó, ví dụ như con lớn nhất thì 7BH, con 6BH, còn đây. Đó, các anh thấy rằng là nó có thông số hết ở đây, cắt đầu thì rất là đẹp luôn. Nói chung là anh nào mà đã xài mấy cây BB này rồi là các anh không muốn xài cái khác luôn đó ha. Ở đây có thiết kế trái khế, nó giúp các anh khi mà mình làm việc trong môi trường dầu nhớt đó, mình cầm rất là có lực. Mã số 10, cặp bộ này giá là 650.000 giúp em nha các anh. Mã 10 650.000 ạ. Dài 11 là một cây kìm bấm cốt tròn có kèm lưỡi cắt, dài 19 cm, rất là mới. Con này là hàng của Top nha các anh. Các anh thấy ngoại hình đúng không ạ? Đó, xuất sắc nha. Thì đây thông số bấm của nó là 1.5 1 045 1 1.5, và bên cạnh đây là sẽ có hai cái lưỡi cắt ha các anh. Đó. Đây nó sẽ có những cái lưỡi cắt để em mở ra cho các anh thấy đây. Các anh thấy không ạ? Đó. Rất là mới nha, con này vẫn còn rất là mới luôn nha các anh. Lưỡi cắt không có gì để chê ha. Dạ rồi, con này mã số 11, giá của nó là 380.000 giúp em nha các anh. Mã 11 380.000. Dạ, 12 là một con vòi xịt nước của nhà Kakudai. Thì con này nó dài 19 cm, nó cũng thuộc size lớn nha các anh. Đó, các anh thấy không? Thiết kế thân đồ của nó là phun thép, đai của nó đồ là phun thép hết. Nên là các anh mình xịt mình tưới đồ nó rất là đây, nhưng những khúc này là đồng này các anh. Các anh thấy không ạ? Đó. Nên là những cái thiết kế của nó rất là tinh tế ha. Mình sẽ điều chỉnh cái vòi tưới đồ của nó thì là bằng cái lực của mình. Đây nó có cái khóa, đây các anh có thể khóa lại để nó tưới tự động được. Nói chung là con này là nó đầy đủ chức năng ha. Mã số 2, mã số 12, con này giá 450.000 giúp em nha các anh. 12 450.000. Dạ, mã số 13 là một con cưa xếp. Con này là hàng của nhà ARS giúp em nha các anh, made in Japan. Hàng của ARS ha, đây để em. Đó, made in Japan. Thì con này dài 41 cm, với lưỡi của nó là dài 18 cm, răng lợi đẹp khỏi bàn. Em phải nói là con này các anh cưa cực kỳ tốt này. Anh nào đang tìm kiếm một cái con cưa để cho cái vườn bonsai hoặc là mình cưa cành nhà mình thì mình chốt cho em con này liền ha. Dạ rồi, mã 13. Đây, khi anh gấp lại nó như thế này. Đó, đây, cái này chốt bảo cái chốt gài bảo vệ này. Đó, mã số 13, con này giá 280.000, còn rất là mới nha các bạn. 13 280.000. Dạ, 14 là một con ép cam nha các anh. Con này là cũng thuộc dạng size lớn ha. Đó, con ép cam cũng thuộc dạng size lớn. Thì đây thì trong bên trong cái khay này thì các anh sẽ dùng để mình để cam, trái cây rồi đó, mình ép nó ra nước trong cái thời kỳ dịch bệnh này thì mình dùng để uống để tăng sức đề kháng cho gia đình nha các anh. Đó, ở trong đây là sẽ là cái để mình đựng nước rồi mình rót ra ngoài ha, nên là cái con này rất là tiện lợi. Mình mang đi chơi đi picnic rồi mình mang nó theo cũng rất là hay ha các anh, không cần phải là mang máy rồi gì đi cho mất thời gian tốn điện ha. Đây con này. Dạ rồi, con này mã số 14, giá của nó là 480.000 giúp em nha các anh. 14 480.000. Và mã 15 là một con kìm cắt cộng lực. Con này thì của nhà ARM. Con này hàng của Nhật Bản giúp em ha. Nó dài tổng là 19 cm. Đó, các anh thấy không? Ngoại hình rất là ok. Đó, các anh có thể quan sát thêm về lưỡi của nó nha. Lưỡi rất là đẹp luôn nha các anh. Đó, ha. Dạ rồi, con này mã số 15, giá của nó là 380.000. Cắt cộng lực 15, 380.000. Dạ, 16 là một con khóa 4 số với các số nhỏ thông dụng là 6, 10,
8 và 12, 6, 8, 10 và 12 nha các bạn. Đó là đôi khi mình tìm những cái con nhỏ mình để mình làm không có. Đây, lâu lâu mới có thôi các bạn ha. Dạ rồi, con này mã số 16. Giá của nó là 180.000 nha các bạn, 16 180.000. Giới thiệu với các anh một con kìm cắt kẽm rất là đẹp, dài 21 cm, full bao da đây, có bao da bên ngoài rất là mới nha các anh. Chữ là phun chữ nè, trời ơi lưỡi cắt là xuất sắc luôn các anh. Nói chung là con này đẹp từ A tới Á, không có gì mà để bàn cãi ha. Đó, bao da đồ là đẹp hết ha. Dạ rồi, con này mã 17 cắt kẽm giá 600.000 giúp em nha các anh. Mã 17 600.000 ạ. Dạ 18 là một con keo bướm tỉa cành dài 18,5 cm, phun chữ giúp em nè. Đó, các anh thấy không ạ? Đó, chất thép rất là tốt ha. Thì bên trong cái lưỡi của nó đây, lưỡi đẹp nha các bạn. Đó, lưỡi đẹp ha. Về là bao cắt cho các bạn. Mã số 18, con này giá 430.000. Đó, rất là tiện lợi nha các bạn. Mình nên mua một con này về để mình chơi cây cảnh đồ đó thì mình nên có những cái con này ha các bạn. 18 430.000. Dạ 19 là một con kéo cắt cành của nhà ARS. Con này dài 19 cm luôn nha các bạn. Đó, made in Japan đây. Đó, hai các bạn, made in Japan. Lưỡi đồ rồi vẫn còn ngon lành cành đào nha. Đó. Cắt êm ha các bạn. Lò xo đây, các bạn nhìn cái lò xo còn rất là mới luôn này ha. Dạ rồi, con này mã 19 giá 300.000 giúp em nha các bạn. Kéo cắt cành ARS 19 300.000. Dạ 20 là một con tút dây đa năng của Ý. Cho em nói thiệt là nếu như mà để chọn con tút dây thì em sẽ chọn con này các bạn. Đó, đây con này là một con của Italy, made in Italy, các anh thấy không ạ? Đó, nên nó rất là xuất sắc vì nó tích hợp rất là nhiều loại ha. Đây, thứ nhất là trên đây là cái đầu tút. Thì với cái đầu tút như này thì nó sẽ tút được rất là đa dạng các kiểu dây này. Ở đây có cái cử tút này này, các anh thấy không? Đó, điều chỉnh rồi mình kéo lên kéo xuống được là cái thứ nhất. Cái thứ hai các anh để ý ở đây là sẽ có một cái sợi lưỡi, có một cái lưỡi cắt. Đó, lưỡi cắt rất là đẹp nha. Nhưng mà ở đây các anh nhìn con này các anh thấy là còn rất là mới luôn. Đây các anh thấy không? Rất là mới ha. Đó, ngon lành cành đào. Mã số 20, con này giá 430.000 nha các anh. Con này á nó cực kỳ là nó nhỏ gọn nhưng mà nó rất là đa năng nha các anh, rất là đa năng đối với con này luôn. Mã 20 430.000, hàng của Ý ạ. Và mã 21 là một con thước gấp của Shinhwa. Đó, không có con thước nào mà xịn hơn con nhà Shinhwa đây các anh. Và con này nó đo, các anh đo 45 độ cũng được mà đo 90 cũng được luôn ha. Với các số là đều được hãng nó dập khắc vào trong đây hết ha. Đó, tạo cái nét riêng cho nó. Mã 21 300.000 nha các anh. Con thước gấp mã 21 300.000. Và mã 22 là một con cần lắt léo đầu một ngày, con nó đi nó quay xoay được tới 180 độ ha. Con này hàng của nhà Konken, dài 13 cm. Con này gọi là cần lắt 1/4 mini nha các bạn. Con này mini ha, made in Japan. Đó, anh nào mà đã có cái cần lắt thì các anh nên tậu cho mình thêm một cái cây như thế này. Thì đôi khi mình làm trong những cái công việc nó cần những cái cây nhỏ hoặc là các anh thích sưu tầm, đó nó đủ bộ của mình, chốt cho em con này đó. Đôi khi mấy con này tiền không có thấy các anh. Mã 22 giá là 250.000 giúp em nha. Mã 22 250.000. Dạ mã 23 xin giới thiệu với các anh một bộ đột gồm có 2, 4, 8 cây của nhà KTC nha các anh. Bộ đột này thông số là 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8. Nếu các anh mà hỏi độ mới của nó thì em xin trả lời là bộ này hoàn toàn là mới luôn nha các anh. Rất là đẹp luôn. Đây em mở cho các anh coi một cây. Và trong đây thì cây này hồi nó cũng sẽ như thế thôi nha các anh. Đây các anh thấy không ạ? Đây các anh nhìn, các anh thấy cái độ mới của nó không ạ? Xuất sắc chưa các anh? Đó, cây nào cũng vậy nè, các anh coi cái đầu đóng của nó nè. Đó, các anh đẹp không ạ? Đó. Đó, các anh thấy không? Rất là đẹp luôn đó. Bộ này là thấy là nó đẹp như mới luôn đó các anh. Xuất sắc lắm. Đây, em cho các anh coi một cây nữa nè. Đó là cây số 2 nè, đầu đóng nè. Đó, ha. Đây, thêm một cây số 7 cho các anh nữa nè, đầu đóng nè. Đó, các anh thấy không? Đó. Ngon lành cành đào luôn nha. Dạ rồi. Bộ này mã số 23, giá của nó là 1.600.000 ha. Bộ này thì em ưu tiên chuyển khoản nha các anh. Đó, bộ đột mã 23 1.600.000, gồm 8 cây, rất là mới, cực kỳ đẹp. Tư là một con Eto của nhà Venlit nha các anh. Đó, con này là hàng của nhà Venlit ha. Đó, đây các anh thấy không ạ? Ngàm miệng của nó còn rất là đẹp luôn ha. Thì bên đây là cái đe này các anh. Đó, nên là con này nó có cái độ nặng, độ chắc của nó nha. Con này khá là nặng luôn các anh. Đó, ha, size cũng khá là lớn. Con Eto đế xoay giúp em nha. Đây là một mặt, đây là mặt
mặt mặt mặt sau của nó đây ha các anh. Đó thì như các anh thấy á, thì con này cái ngàm của nó còn rất là đẹp và cái size ngàm của nó là mở rộng lên tới khoảng 11 cm nha các anh, 11 cm nè. Thì giờ em sẽ mở ra cho các anh coi được cái ngàm bên trong của nó ha. Cái ngàm bên trong của con này cũng cực kỳ là ok nha các anh. Đây để mở ra. Đó, các anh thấy không ạ? Cái ngàm bên trong cực kỳ đẹp nha. Và ngàm này là ngàm thay được nè. Đó. Ngàm thay được nè, rất là đẹp. Đây ha các anh. Đó, xuất sắc. Dạ rồi, con này mã số 24. Đó, con Eto mã số 24. Giá của nó là 1.400.000 và con này là em chỉ nhận chuyển khoản không ship code nha các anh. Mã số 24, 1.400.000. Nha các anh, rất là đẹp ha. Em đã lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh và hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.